Dakiatest xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Dakiatest xin giới thiệu đến quý khách hàng về cách vận hành của bộ Casio có công suất đạt 500W. Thì đầu tiên Dakiatest xin giới thiệu đến quý khách hàng một vài thông số cơ bản của bộ kích này. Đối với bộ kích này sẽ có model là SAE500ES đến từ thương hiệu Casio có công suất 500W với điện áp đầu vào là 10.6 VDC đến 15 VDC. Tần số đầu ra là 50Hz. Điện áp đầu ra từ 200 đến 220 VAC, cùng với kích thước sản phẩm chiều dài sẽ là 160, rộng 95 và chiều cao là 55mm, với trọng lượng rất nhỏ gọn 0,8kg. Đầu tiên, để có thể test thử bộ kích này, ta phải đấu nối bộ kích với ắc quy. Lưu ý ở đây, phải đấu nối đúng cực, dây màu đen sẽ nối với cực âm và dây màu đỏ sẽ nối đúng với cực dương. Lưu ý, phải kiểm tra thật kỹ xem đã đấu đúng cực hay chưa rồi mới khởi động bộ kích này nhé. Thì ở đây, Dakiatest đã đấu nối sẵn bộ kích với ắc quy. Bây giờ ta sẽ cùng đi khởi động bộ kích này nhé. Để có thể khởi động bộ kích, đầu tiên ta sẽ phải bật CB bên cạnh bộ kích để khởi động bộ kích. Lúc này đèn bắt đầu hiển thị. Thì ta thấy lúc này màn hình hiển thị đèn cùng với các thông số. Thì khi đèn ở vị trí nào, thông số sẽ thể hiện giá trị ngay vị trí đó. Như lúc này đang là công suất, tải, dòng điện, điện áp mở ra, công suất tải, không quá. Đối với bộ kích này thì các thông số sẽ tự động nhảy liên tục theo trình tự mà không cần nhấn nút gì để thể hiện qua lại các thông số. Tiếp theo ta sẽ bật thêm tải để xem có các thông số nào thay đổi không nhé. Đây ta sẽ bật thêm một tải. Điện áp. Rồi lúc này công suất tải đang hiện là 118W. Đã tăng lên 118. Bây giờ ta sẽ thử bật thêm tải để xem thông số công suất tải lúc này có tăng lên không nhé. Rồi. Đây lúc này điện áp. Đây lúc này công suất tải đã tăng lên 260. Đây. Công suất tải 258 260W. Rồi. Bây giờ ta sẽ tắt hết tải nhé. Rồi. Lúc này ta sẽ vừa thấy được công suất tải lúc này đã về 0W như ban đầu. Vừa rồi là quá trình khởi động bộ kích cũng như cách bộ kích hoạt động. Sau đây Dakiatest sẽ giới thiệu thêm cho mọi người cách tắt khi muốn dừng hoạt động bộ kích này nhé. Đầu tiên ta sẽ phải tắt hết tải. Sau đó tắt CB bên cạnh của bộ kích. Và cuối cùng ta sẽ ngắt